Chào các bạn nha, chào các bạn quay lại với kênh của Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay một lần con lắc sắt 3 rồ nha, lắc sắt 3 nha các bạn. Đây các bạn, cách xài bị vỡ mặt lưng sau. Vỡ từ trên đến dưới luôn nha các bạn. Trước khi thay một lần thì mình sẽ giới thiệu cái mặt lưng mới của mình nha các bạn. Đây mặt lưng mới của mình nha các bạn. Đó, đây là mặt lưng zin nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái lưng này ra nha các bạn. Mình đã tháo được một lần ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vít ốc ra, mình gỡ cái socket, cái cụm cái đèn ở sau các bạn.
lưng có keo sẵn, mình chỉ cần vuốt hoặc đeo tay là nó sẽ dính khít nha các bạn. Rồi mình đã giới thiệu đến các bạn cái quá trình thay một lưng con đất sắt 3 bên mình nha các bạn. Các bạn nào thấy hay các bạn hãy like và chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn nào mà trong quá trình xài các bạn có lỡ tay làm rơi vỡ một kính cam gì đó, các bạn có liên hệ trực tiếp bên mình nha, mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn nha. Rồi mình tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những clip sau nha.